Bé Hoa, đi tắm đi con. Thôi mà mẹ, con đâu có thích tắm đâu. Tránh ra để mẹ xịt đầy cái bồn nước cho con tắm nè. Trời ơi, mẹ xịt tùm lum từ lưa. Cái chỗ con ngủ mà mẹ xịt nước cho làm cái gì vậy mẹ? Bé Hoa, con tên Hoa mà con thúi quá. Các bạn trong lớp học không được. Các bạn than phiền với mẹ đó. Tránh ra chưa? Thôi mà, con hứa ngày mai con tắm được chưa? Mẹ đừng có xịt tùm lum nữa cái chỗ ngủ của con mà. Bé Hoa ơi, con 3 ngày 3 đêm chưa có tắm rồi. Con thúi lắm. Tránh ra chưa? Mẹ dùng biện pháp mạnh bây giờ. Thôi mà, ngày mai con tắm được chưa? Mẹ đừng có xịt nữa. Mẹ xịt nè. Trời ơi, mẹ xịt đầy mặt con vậy, con ghét nước lắm. Mẹ kỳ quá hả? Trời ơi, mẹ ơi. Đó, ngoan chưa? Bây giờ đi tắm đi nha. Con tắm lần này thôi đó nha. Tháng sau con mới tắm lại đó, con ghét nước còn chết à.